Tiếp tục câu chuyện về máy bay huấn luyện chiến đấu MiG-21 rơi ở vùng núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc mà chúng tôi từng đề cập trong phần đầu của chương trình. Hành trình tìm kiếm dấu vết MiG-21 dường như lại nhen nhóm thêm nhiều hy vọng khi mà một số người dân sống tại chân núi Tam Đảo cho rằng đã nhìn thấy hiện trường và nhiều vật chứng nghi là từ một vụ tai nạn máy bay cách đây gần 50 năm. Nhà phóng viên VTC14 đã theo chân tiến sĩ Nguyễn Lê Anh, cựu sĩ quan không quân Việt Nam, từng là giảng viên trường Học viện Kỹ thuật Quân sự và cũng là một trong những người tích cực giải mã bí ẩn MiG-21, gặp gỡ người dân để tìm hiểu. Đây là thứ mà người thân của ông Hoàng Văn Thắng từng tìm thấy ở rừng thuộc núi Tam Đảo, thuộc địa phận xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào năm 1971. Từ đó đến nay, gia đình ông vẫn giữ lại dù không biết tên chính xác của nó là gì. Cái này là của ông bố hồi đi rừng, thế là nhặt được, thế là ông tưởng nhôm, thế là ông cõng về để vào để đổ nồi, nhưng mà hóa ra là sắt. Cho đến năm 1983, ông Thắng cùng nhiều người dân khác trong làng phát hiện trên núi có nhiều mảnh nhôm lớn từ một máy bay gặp nạn. Ông cho biết đã mang về được 1,5 tạ nhôm và đúc thành song nồi cho gia đình sử dụng. Nên chỉ thấy mỗi sắt nhôm thì nhiều, nhưng mà chỉ tìm thấy thì thấy cái giày, cái đế giày thôi. Để còn xem là đế giày 38. Tiếp tục tìm đến một người dân khác sống ở dưới chân núi Tam Đảo thuộc xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên. Chúng tôi được biết, cách đây 3 năm, anh đã tìm thấy một mảnh vỡ nghi là của máy bay mất tích. Có, ngoài cái này ra thì còn nhặt được một mảnh nữa là nhôm trắng. Cái nhôm trắng ấy, nhưng mà cái đấy thì là chắc là mất rồi vì mình không giữ nữa. Vì cái này thì còn bảo là thấy nó hay hay đốt, nó sáng thì lại để lại một ít. Người được cho là biết nhiều nhất về chiếc máy bay gặp nạn trên núi Tam Đảo là ông Hoàng Tuyền, sinh năm 1963. Sau khi mình phát hiện ra thì lúc đó chúng tôi sẽ lên. Lên là mục đích của chúng tôi là lên là để tìm lại cái trục của cái máy bay rơi này, cái trục cánh quạt ấy. Đấy là thì như chúng tôi là lấy đưa về bảo tàng. Đấy. Thế nhưng lên thì là đấy, mưa gió nó vùi lấp đâu không tìm thấy nữa. Thế sau đó chúng tôi mới lại lên đấy tìm được một số cái tư liệu là ví dụ như là những cái khu vực cháy của nó là dù cháy này, lốp này, hay là người ta đốt để lấy nhôm là nó vẫn còn nguyên hình mà. Theo ông Tuyền, vị trí máy bay gặp nạn là ở sườn suối Ủng, cũng chính là thượng nguồn suối Cửa Tử ở vùng núi Tam Đảo, đi bộ đường rừng già nửa ngày. Ông Tuyền cho biết từng có người nhìn thấy một phần xương cốt được cho là của phi công tử nạn trong tai nạn máy bay này. Biết là cái ông thợ săn ông chết rồi, thì ông săn xong ở đấy thì ông thấy cái đôi giày, thế ông lanh quanh đấy ông lại nhặt được cái xương tay, tức là cái khoảng xương tay này ông lại cất lên cái cây rỗng này, nó có cái lỗ nào ông chọc để đấy, ông bảo thôi để đấy chắc phải mục. Thế nhưng mà nếu như bây giờ gia đình người ta có nhu cầu để cần thiết anh em lên tìm là thấy thôi mà. Tuy nhiên tiến sĩ Nguyễn Lê Anh, trưởng nhóm tìm kiếm máy bay cho biết đây là tin báo từ phía người dân. Vẫn chưa có cơ sở để khẳng định là những dấu vết của MiG-21. Và những cái thông tin khác của người dân, ví dụ như là có dù đang cháy một nửa, thì những cái thông tin này là cực kỳ có giá trị. Nếu như mà nó thật sự được xác minh thì có nghĩa rằng cái máy bay này trên thực tế nếu có cháy thì cũng có thể là không cháy hết. Còn Trung tướng Phạm Tuân, người từng là học trò của phi công mất tích Đại úy Yuri Pozhakov, thì cho rằng những phát hiện từ người dân hay đội tìm kiếm không chuyên có lẽ là những thông tin hữu ích hỗ trợ cho việc tìm kiếm thực sự từ phía cơ quan chức năng. Đây là đỉnh 1, đỉnh 2, đỉnh 3. Giờ phải bên phía chuyên môn, bên phía quân chủng phòng không quân, người ta sẽ xác nhận xem là đây là mảnh máy bay gì, có đúng là mảnh máy bay của MiG hay không. Ở trên vùng trời ở đó thì không phải chỉ có một máy bay này rơi đâu. Đã có thêm những dấu vết mới, nhưng đến giờ, sau 47 năm, vụ mất tích máy bay MiG-21 vẫn chìm trong màn sương mù bí ẩn.